Zipbo 233Z nằm trong bộ sưu tập Matwig logo, bộ sưu tập Zipbo màu sắc. Màu đỏ chính là màu sắc thể hiện sự mạnh mẽ, biểu trưng của sự nồng nàn, quyến rũ và cả sự phiêu lưu. Ngoài ra, màu được những người mệnh hỏa và thổ yêu thích. Hộp quẹt Zipbo 233ZL rất đáng sở hữu hoặc làm quà tặng người thân, bạn bè cũng rất thích hợp. Thiết kế nổi bật, thời thượng. Nếu bạn đang muốn sở hữu một chiếc bật lửa với tiêu chí đơn giản mà đẹp thì chiếc bật lửa Zipbo 233ZLS là lựa chọn hàng đầu. Thiết kế vuông vức vừa vặn với tay cầm, vỏ ngoài được phủ sơn tĩnh điện với màu đỏ vừa lịch lãm, vừa sang trọng, màu đỏ tượng trưng cho màu may mắn và hạnh phúc. Logo Zippo được hãng tinh tế khắc laser bền màu, không lo mờ, bong chóc theo thời gian, đặc biệt, hạn chế để lại dấu vân tay sau khi dùng, khẳng định thương hiệu ông vua bật lửa, thiết kế nhỏ, nhẹ giúp bạn mang bật lửa Zippo dễ dàng hơn, với một chiếc bật lửa ít cồng kềnh, nó phù hợp với túi áo và giỏ sách mà không gây bất kỳ phiền phức nào. Bật lửa sang đi gió tuyệt hảo. Zippo Mỹ nổi tiếng nhờ chất lượng vượt trội, thiết kế đẹp và khả năng chống gió tốt. Zippo này mang lại cho bạn sự đơn giản thanh lịch, nhã nhặn nhưng không hề nhàm chán. Hệ thống đánh lửa mạnh mẽ cùng ruột thép không gỉ giúp bật lửa cháy mãnh liệt ngay cả trong môi trường gió lớn. Bùng đốt nâng cấp 16 lỗ thông gió cung cấp đủ oxy, giúp ngọn lửa cháy đều và bền bỉ ngay cả trong môi trường gió lớn. Khả năng giữ xăng tốt lên tới 15 ngày sử dụng hoặc hơn thế nữa. Bấc bột được cuốn đồng dẫn nhiên liệu cực nhanh, luôn cháy âm ý khi trải nghiệm. Zipo chỉ tắt khi người chơi đóng nắp bánh xe khắc chéo độc quyền, đặc trưng của hãng, đánh lửa nhạy bén chỉ với nửa vòng bánh đã cho ra ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt ngay cả trước gió. Đã được làm bằng trì gia công tỉ mỉ, đặc tính ít để lại bụi than sau khi dùng. Em này cho thấy âm thanh đóng mở rất bắt tai, từng tiếng click trong và ngân vang, trong khi âm láp lại rất khoát mạnh mẽ vô cùng. Bản lề nam chấu bền bỉ, tạo độ kín khít, hạn chế bay sang. Ngoài ra người chơi có thể điều chỉnh độ dơ bản lề để thay đổi tiếng kêu theo ý muốn. Zippo đẹp chất lượng chuẩn mỹ anh em hoàn toàn có thể sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bằng cách khắc những họa tiết ý nghĩa như tên logo hay số điện thoại đây là cách sở hữu một phiên bản giới hạn với giá cực hời đó dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí tại ambe cho những khách hàng mua zip tại shop hơn cả một chiếc bật lửa em này còn như món quà phong thủy đem lại may mắn đặc biệt về tài vật mộc đáy lõm để lộ chất bạc cho bụi bạm cực kỳ ấn tượng thông số được khắc rõ nét tinh tế đến từng chi tiết nằm sản xuất ngẫu nhiên tùy thuộc vào từng lô hàng hộp các tông đen cao cấp dùng như quà tặng sang trọng, bên trong đầy đủ bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Ambe cam kết cung cấp Zippo chuẩn Mỹ 100%, nói không hàng nhái, hàng lỗi. Anh em yêu thích phiên bản này có thể đặt ngay qua site ambe.vn hoặc liên hệ trực tiếp để nhận tư vấn nhé. Anh nào yêu thích sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Để tiết kiệm thời gian, các anh hãy gọi tới các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Mã sản phẩm là 233ZL cảm ơn các anh đã xem hết video hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau